sáng ngày 8 tháng 10, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên xác nhận trên địa bàn xảy ra sự việc nữ sinh dùng dao gây thương tích cho bạn học xảy ra tại trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc vào chiều ngày 7 tháng 10. Sự việc được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận sáng nay. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nữ sinh THM trú tại huyện Tam Dương và TTT trú tại huyện Tam Đảo cùng 15 tuổi, học sinh lớp 10 xảy ra mâu thuẫn, nói xấu nhau trong quá trình học tập. Mâu thuẫn không được giải quyết thỏa đáng, nữ sinh mở đã dùng dao đâm trọng thương nữ sinh T, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Vĩnh Yên đã khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người liên quan và đang cùng nhau củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Đến nay, sức khỏe của nạn nhân TTT đã ổn định, qua cơn nguy kịch. Đây chỉ là một vài vụ việc trong số rất nhiều vụ bạo lực học đường đã xảy ra trong thời gian qua, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy đau xót. Thực tế này cũng cho thấy tình trạng bạo lực học đường hiện nay thực sự rất đáng báo động, không chỉ gia tăng về số lượng mà tính chất còn ngày càng nghiêm trọng và nguy hiểm. Một vụ việc khác, ngày 7 tháng 2 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang có báo cáo nội dung vụ việc một học sinh lớp 6A1, trường trung học phổ thông Cây Dương, thị trấn Cây Dương, huyện Phục Hiệp, đánh bạn trong lớp. Ngoài hành vi đánh bạn, thì học sinh này còn xúc phạm nhân phẩm giáo viên của nhà trường trong giờ học thể dục. Ngoài ra, em này cũng nhiều lần vi phạm nội quy của nhà trường như không mặc đồng phục, đi học muộn. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip nữ sinh đánh bạn trong phòng học. Nhiều người phẫn nộ vì học sinh đó liên tục dùng tay đánh vào đầu bạn, mặt của bạn, kèm theo những lời lẽ thô tục, chửi thề. Theo ông Nguyễn Trọng An, Nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tình trạng bạo lực học đường tồn tại từ nhiều năm nay. Đây là một bài toán khó cho ngành giáo dục, bởi học sinh ở lứa tuổi mới lớn có nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý nên dễ bị kích động trước sự việc nào đó nếu diễn ra không theo ý muốn. Theo ông An cho rằng, để giải quyết được tình trạng bạo lực học đường thì ít nhất phải thực hiện các đề xuất, tư vấn tâm lý học đường, giải quyết được các bức xúc có ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm thần của trẻ. Chỉ khi giải quyết được vấn đề này thì mới có thể giảm thiểu được bạo lực học đường. Gốc gác của tình trạng bạo lực học đường là gia đình không có thời gian quan tâm đến con trẻ, không có đủ trình độ, kỹ năng, kiến thức để quan tâm, hỗ trợ con về vấn đề bảo vệ sức khỏe nói chung và sức khỏe tâm thần nói riêng, cùng với đó là các vấn đề về đạo đức, kỹ năng sống. Nếu một gia đình có sự giáo dục căn bản, nề nếp, có cả đạo đức, kỹ năng sống, thì em bé đó sau này sẽ trở thành người lớn, sẽ xử lý một cách có tình, có lý và sẽ không bao giờ xảy ra những tình trạng bạo lực học đường như thế này. Ngược lại, nếu sống trong một gia đình thiếu đi sự giáo dục, giáo dục gia đình, giáo dục về sức khỏe, tâm trí, thì em bé sẽ không có đủ sự bình tĩnh, đủ kỹ năng để xử lý mọi việc khi đó vấn đề bạo lực này xảy ra là tất yếu ông nguyễn trọng an cho hay theo luật sư đặng văn cường văn phòng luật sư chính pháp bạo lực học đường thường xảy ra giữa học sinh sinh viên với nhau bạo lực giữa học sinh sinh viên với người làm công tác giáo dục có thể là bảo vệ có thể là cán bộ nhà trường giảng viên giáo viên bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn có thể mâu thuẫn trong hoạt động giáo dục mâu thuẫn từ việc dạy và học mâu thuẫn từ việc thực hiện nội quy quy chế, mâu thuẫn từ việc quan điểm về lối sống, về quan điểm xã hội. Mâu thuẫn là do quan điểm, quan niệm khác nhau, mâu thuẫn về lợi ích, mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ, thực hiện không thực hiện, tuân thủ và không tuân thủ. Khi mâu thuẫn không được kiềm chế, không kiểm soát được, không lựa chọn hành vi hợp pháp để giải quyết, mà giải quyết bằng bạo lực thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Nổi lên nhất của bạo lực học đường là học sinh đánh nhau, học sinh bị giáo viên đánh, dẫn đến thiếu kiềm chế cảm xúc, từ đó có những hành động nóng này, bùng phát. Để giải quyết được hậu quả của bạo lực học đường, để giảm thiểu được những vụ học sinh đánh nhau thì phải tăng cường giáo dục, duy trì kỷ luật để học sinh nhận thức được là xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác là vi phạm pháp luật. Khi có mâu thuẫn thì sẽ giải quyết bằng các quy định của pháp luật hoặc giáo viên sẽ đứng ra để giải quyết chứ không thể tự xử bằng bạo lực, ông Nguyễn Văn Cường cho hay. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, để giải cải thiện an toàn môi trường học đường thì cần có các biện pháp gian đe nghiêm khắc, cần có các văn bản xử lý kỷ luật thật rõ ràng với những học sinh có hành vi lệch chuẩn. Trường hợp cần thiết có thể cho thôi học, tạm thời, thôi học vĩnh viễn hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật. Cùng với đó, Muốn ngăn chặn được tình trạng bạo lực học đường hiệu quả thì cần có sự kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đối với học sinh, cần tích cực rèn luyện kỹ năng sống, ngoan ngoãn lễ phép với ông bà, bố mẹ và với thầy cô giáo. Chấp hành tốt nội quy trường học, tránh bạo lực, nói không với bạo lực, nếu thấy hiện tượng bạo lực phải kịp thời báo ngay cho nhà trường, thầy cô hoặc các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời can thiệp và xử lý. Đối với nhà trường, và các cơ quan quản lý giáo dục cần tích cực hoàn thiện bộ rèn luyện kỹ năng sống và đưa bộ môn dạy kỹ năng sống vào trong nhà trường, có hình phạt và cách giáo dục nghiêm khắc phù hợp đối với những học sinh gây ra bạo lực, có hình thức hỗ trợ kịp thời đối với nạn nhân của các vụ bạo lực, tổ chức tuyên truyền tác hại và cách phòng tránh bạo lực học đường đối với giáo viên và học sinh. Đối với giáo viên, thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm bắt tình hình của các em trong lớp hoặc tham gia giảng dạy đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên tham gia dạy kỹ năng sống có biện pháp can ngăn giáo dục kịp thời đối với hiện tượng có nguy cơ dẫn đến bạo lực đối với học sinh trong lớp chủ nhiệm hoặc tham gia giảng dạy trong gia đình bố mẹ cần tạo ra một môi trường sống lành mạnh yêu thương cho con gái đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm để kịp thời nắm bắt được tình hình học tập của con em tại trường học theo phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà đại học quốc gia hà nội nguyên nhân của tình trạng này là do yếu tố giáo dục gia đình khi bố mẹ lao vào kinh tế bỏ bê con cái bên cạnh đó mạng xã hội ngày càng phát triển các em được tiếp cận nhiều nguồn thông tin và những clip ẩu đả đánh nhau của các bạn học sinh khác được tung lên mạng không được kiểm soát khiến các em có cách hành xử ứng xử không đúng điều đáng lo ngại là lý do dẫn đến bạo lực đôi khi rất đơn giản như chỉ là chuyện va chạm trong lúc các em học sinh chơi đùa rồi ra chơi, nói xấu nhau, không cho nhau xem bài, thậm chí có cả lý do nhìn thấy không vừa mắt. Tuy nhiên, hậu quả của nó lại vô cùng nặng nề. Nếu như trước đây chúng ta chỉ thấy những vụ ẩu đả của nam sinh, thì ngày nay càng nhiều những vụ bạo lực, thậm chí là tra tấn học đường của các em nữ sinh. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, nước ta đang là một trong những nước đứng đầu về bạo lực học đường. Cũng theo một thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cứ khoảng 5.000 học sinh thì lại có một vụ đánh nhau và khoảng 11.000 học sinh lại có một em phải nghỉ học vì đánh nhau. Hiện nay, tình trạng này đang có dấu hiệu trẻ hóa và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, hầu hết các hình thức xử lý chủ yếu là cảnh cáo, hạ hạnh kiểm, nặng thì đình chỉ học tập một thời gian, nên các em không cảm thấy sợ, và nếu có xử lý vi phạm hành chính thì bố mẹ, người giám hộ các em lại là người phải gánh chịu thay. Vì vậy, cần phải giáo dục trẻ hướng thiện, tự vệ biết cách xử lý trước tình huống, nguy cơ, có thể của bạo lực học đường. Đồng thời cũng cần phải giám sát chặt chẽ trẻ, trẻ để có sự ngăn chặn kịp thời. Luật sư Phạm Văn Liêm, công ty luật trách nhiệm hữu hạn nước Việt, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh. Đối với những vụ bạo lực học đường thể hiện tính côn đồ, hung hạn, như vụ việc ở thanh hóa vừa qua thì chúng ta cũng cần có biện pháp giáo dục mạnh mẽ hơn mới đủ sức gian đe để những sự việc đau lòng như vậy không diễn ra nữa cùng với đó cần lên án mạnh mẽ sự thờ ơ của những em học sinh khác thay vì ngăn chặn thì các em lại cổ vũ rồi quay video clip tung lên mạng xã hội nếu như chúng ta không có những biện pháp mạnh thì con đường trở thành tội phạm của vị thành niên có lẽ là khoảng cách không xa có thể nói hiện nay bạo lực học đường đang trở thành một vấn nạn nhức nhối đối với giáo dục xảy ra rất nhiều học sinh ở mọi lứa tuổi hơn lúc nào hết chúng ta cần nâng cao trách nhiệm của gia đình nhà trường và giáo dục nhận thức kỹ năng sống kỹ năng ứng xử cho các em để ngăn chặn những hành vi bạo lực học đường